Vào chiều ngày 31 tháng 8 năm 2021, trang web chính thức của SKE48 đã đưa ra thông báo nói rằng ba thành viên SKE48 Asayuka, Kamata Natsuki và Nishimio đã được xác nhận nhiễm COVID-19. Hiện tại, cả ba người họ đều không sốt cao và có thể trạng tương đối ổn định.